cái máy Singer Nuicom Super 5580. Cái máy này là gồm 20 chức năng, bao gồm 4 chức năng đầu tiên là dùng để thu khuy, 2 chức năng 5, 6 thì dùng để bay thẳng, các chức năng còn lại là chạy zig zag, chỉ ẩn, rồi giả vắt sổ, may chỉ ba giống như là như quần jean hay may nè. Rồi có một số cái đường trang trí viền. Này là những cái đường trang trí viền của mình, thì mình điều chỉnh cái này là để mình điều chỉnh cái lựa cái kiểu mũi chỉ của mình. Thì thí dụ mình thích cái mũi chỉ nào thì ở trên đây nó có cái số, thì mình sẽ bấm ở đây để cho nó nhảy cái số ở trên màn hình này qua cái loại chỉ mà mình thích, qua cái loại đường may mà mình thích đó, thì cứ bấm cộng trừ để đi tới được cái số mà mình muốn. Ví dụ bây giờ mình muốn may thẳng thì thẳng là số 5, thì là mình sẽ bấm tới ở đây là số 5, đó là nó sẽ ra hiện đường may thẳng. Cái số này là chỉ cái độ thưa dài của mũi chỉ. Ví dụ mình muốn chỉ thưa hay dài như thế nào đó thì mình bấm ở đây để chọn. Số càng tăng á thì là mũi chỉ nó càng thưa, còn số càng thấp á thì mũi chỉ nó càng thấp. Rồi còn ở đây á là chỉnh độ nhanh chậm, mình muốn may nhanh may chậm như thế nào thì mình sẽ chỉnh ở đây. Rồi còn cái này là chỉnh riêng cho zig zag, thì lát hồi mình sẽ nói sau. Bây giờ thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xỏ chỉ. Thì ở đây là một cuộn chỉ, thì đầu tiên là bạn mở cái nắp này lên, nó sẽ hiện cái khung để mình xỏ chỉ. Thì ở trong đây nó đã có hướng dẫn hết rồi, thì mình cứ đi theo chỉ theo cái số ở trên này. Thì đầu tiên là mình gỡ cái nắp ra, cái này gọi là cái đồ chặn chỉ. Thì khi mà mình bỏ chỉ vô chỗ này thì mình lấy cái nắp này mình đậy lại để cho nó chặn cái cuộn chỉ mình nó không có đi đó. Sau đó thì mình đi thôi, số 1 là đi qua đây nè, là mình bỏ nó qua đó cho nó vô, rồi đi thẳng tới. Nếu mình đi suốt á thì mình sẽ cho nó qua như thế này, qua đây mình đi thẳng tới suốt. Còn nếu mà mình đi chỉ thẳng á để may á thì mình sẽ đi qua số 2 là ở đây, xong rồi số 3 đi xuống, xong ở đây là có số 4 đi ngược lên. Sau đó số 5 thì là mình cho nó vô cái cò gạt chỉ ở trong này. Sau đó mình lại dẫn chỉ đi xuống. Sau khi xuống đây rồi thì mình cho nó qua cái vị trí này. Đây, qua vị trí này để mà nó giữ cho chỉ nó thẳng. Sau khi đã qua được vị trí này đó rồi thì mình sẽ lắp kim vào. Thì đây là cây kim. Thì tùy cái vải mình may, mình sẽ lựa cái cây kim nó to nó nhỏ như thế nào đó. Thì nếu mà vải mỏng thì mình chỉ lựa kim số 9 thôi, còn nếu vải dài như là vải jean này nọ thì mình sẽ lựa kim số 10, 1 hoặc là 14, để mà cái kim nó dài hơn, nó chắc hơn, thì lúc mà may lên vải thì nó sẽ không bị gãy kim. Thì ở kim thì nó có hai mặt, một mặt là mặt dẹt, mặt phẳng, còn một mặt thì nó có hình cầu. Thì cái luôn luôn nhớ là cái mặt dẹt nó phải hướng vô trong và mặt cầu nó phải hướng ra ngoài. Thì đó, khi mà mình bỏ cái kim vô, mình đẩy nó lên, thì ở trên này nó có một viên, nó có một viên bi đó, nó có một viên bi đây. Thì mình đẩy cái kim đụng cái viên bi đó, nên mình vặn cái vít này lại đó, vặn cái vít này lại để cho cái kim nó giữ lại đó. Sau đó mình dùng cái chức năng tự động xỏ chỉ, là bạn lấy cái sợi chỉ này nè. Sau đây là tới cái phần mà vào suốt. Thì suốt thì đơn giản, thì bạn ở đây có cái nắp nhựa ở đây nè, thì bạn gỡ cái nắp nhựa này ra, bỏ qua một bên, lấy cái suốt ra đó. Thì cái suốt là suốt, cái này gọi là, này là suốt gia đình. Thì mặc dù cái suốt này là suốt trong, nó đi theo máy thì nó là suốt trong, nhưng mà bạn có thể ra ngoài bằng tìm mua cái suốt gia đình thì khoảng là 5.000 10 cái, thì cái suốt đó cũng vẫn có thể sử dụng cho cái máy này. Thì khi mà lắp suốt vô thì bạn nhớ là chiều của chỉ luôn luôn là chiều ngược chiều kim đồng hồ đó, nó sẽ quay như thế này đó, nó sẽ quay như thế này.
Đó, thì khi mà bạn bỏ vô thì ở đây có một cái rãnh nhỏ, thì bạn phải đẩy cho chỉ nó qua cái rãnh đó, rồi bạn kéo qua một bên đó, qua tới vị trí này, xong bạn bỏ chỉ ra, sau đó bạn cầm cái dây chỉ ở trên đây, bấm cái nút này, rồi bấm thêm một nút nữa để, rồi sau đó giật lên là nó sẽ lên cái chỉ dưới. Sau khi mình lên hai chỉ lên thì mình để chỉ ở phía sau, rồi sau đó lắp lắp cái này lại là bạn đã có thể bắt đầu may. Ở trong này á, thì cái này, cái máy này thì nó để đồ nghề ở đây. Trong cái hộp này mình sẽ có thể đựng chân vịt nè, đựng suốt nè, đựng mấy cái dụng cụ cần thiết cho mình. Rồi ngoài ra cái phần này mình cũng có thể gỡ ra để mà mình khi mà mình may tay áo, mình có thể mình luồn cái tay áo vô. Thì sau đây là tới phần may. Cái máy này á thì nó hay ở một chỗ là khi mà bạn chưa gạt chân vịt xuống thì nó sẽ không cho bạn may, cái nút này nó sẽ là màu đỏ, nó sẽ không cho may. Khi nào bạn gạt chân vịt xuống thì nó sẽ chuyển thành màu xanh, lúc đó là bạn mới có thể may được. Thì ở đây cái nút này là dùng để may, nút này là dùng để lại mũi, còn cái nút này là nút để kim, đâm kim lên đâm kim xuống. Thì khi mà mình may thì mình sẽ lựa cái mũi chỉ ở bên này, chỉnh tốc độ mình ở bên này, và sau đó mình sẽ bấm cái nút này để mình may. Rồi bây giờ mình sẽ may thử với các bạn coi nha. Đó, thì đây là tốc độ chậm, bạn có thể chỉnh trong quá trình may, bạn có thể chỉnh nhanh chậm ở đây. Rồi lại mình đổi. Sau khi may xong thì gạt chân vịt lên, lấy lại ra. Chỗ này sẽ dùng để cắt chỉ, để qua chỗ này gạt xuống, chỉ nó sẽ được cắt ra. Sau đây là mình sẽ bắt đầu mình may đường zig zag. Thì mình sẽ lựa cái đường zig zag giả vờ như là đường số 8 ở đây. Mình sẽ bấm lên số 8, 6, 7, 8. Thì đó, nó sẽ hiện ra cái đường zig zag ở đây. Thì mình sẽ chỉnh cái biên độ zig zag ở chỗ này. Thì mình có thể chỉnh nó giảm xuống, nó tăng lên. Thì cao nhất của cái này là số 5. Còn mình có thể giảm xuống nhỏ hơn 2,5. Còn cái này thì mình sẽ chỉnh cái độ khích của cái đường zig zag. Thì cái số càng lớn á, thì nó sẽ lại càng thưa, còn cái số càng nhỏ thì nó lại càng khít. Đó, thì bạn có thể chỉnh xuống. Rồi, hôm sau đó bạn có thể bật máy. Thì đây là đường zig zag có biên độ 2,5. Còn bây giờ mình sẽ chỉnh cái biên độ zig zag 5 cho các bạn coi để các bạn thấy được sự khác biệt nha. Thì các bạn có thể thấy là cái biên độ zig zag mà 2,5 á, thì nó chỉ nhỏ như thế này thôi. Còn cái biên độ zig zag mà 5 á, thì nó là lớn như thế này. Đó, thì các bạn hiểu là bên này nó sẽ chỉnh cái độ lớn cái đường zigzag, còn khi mà mình chỉnh cái độ khít của zigzag á thì nó sẽ ra như thế này. Khi mình chỉnh độ khít đó thì mình sẽ chỉnh độ khít xuống còn 0,4 nữa thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu bay. Giờ là các bạn thấy cái đường dắt của mình nó khít hơn rất là nhiều rồi. Thì các bạn có thể lợi dụng cái này để mà bạn may trần vải. Khi mà bạn muốn vá hay là bạn thêm hình từ một loại vải khác qua một cái bề mặt vải á, thì bạn có thể cắt cái hình đó, giả dụ như là hình trái tim, sau đó bạn để ở trên đây, xong bạn dùng cái đường zigzag này để bạn đi
đi xung quanh cái biên ở ngoài để cho tạo